Trước khi mà Thuận tiếp tục chia sẻ một số những thông tin nổi bật khác với các bạn thì có một cái đoạn video ngắn. Đây là cái cuộc phỏng vấn với lại Redalio của Bridgewater, một trong những nhà đầu tư rất nổi tiếng. Chúng ta cũng đã từng nói tới Redalio nhiều lần rồi và rất nhiều bạn biết tới Redalio tại vì ông ta cũng có những cái bài viết rất là hay về lịch sử tiền tệ, cũng có nhiều cái video trên YouTube các bạn. Thì Redalio được phỏng vấn ở trên CBC nói về rất là nhiều điều nhưng mà phần lớn là nói về cái lịch sử tiền tệ và một phần là nói về Bitcoin các bạn Và đây là một trong những video mà đã được chia sẻ rất là nhiều Cho nên Thuận cũng muốn chia sẻ video ngắn này với các bạn Và chia sẻ những cái suy nghĩ của Thuận về những gì đang xảy ra Tại vì có rất là nhiều người nghe một đoạn video ngắn này đó Rồi họ lại chọc quê Redalio vì một lý do nào đó thường cảm thấy là cũng không có hẳn là như vậy đâu Redalio chỉ đơn giản chia sẻ những gì mà ông ta có lòng tin mà thôi Để không chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn uh, uh, Curious Crypto curious. Okay. Where, where, where has anything changed for you? In that? Để các bạn hiểu rõ hơn đó, thì khi mà được hỏi đến trước đây là Ray Dalio có phải là một fan, một người hâm mộ Bitcoin, một người mà yêu thích Bitcoin hay không hay là crypto hay là không đó thì Ray Dalio đã từng chia sẻ là ông ta là một người mà có hứng thú về crypto không hẳn là một fan hay là một người mà cực kỳ yêu thích nhưng mà một người là có hứng thú về crypto thì bây giờ ra người dẫn chương trình là Andrew Sorkin à, dừng câu hỏi này hỏi là sau một thời gian ông ta có suy nghĩ gì khác hay là không. Yeah, just everybody, let me state what I believe about crypto with uh, Bitcoin and what I've, you know, pretty much uh, always been. I think it's been, you know, quite amazing that for 12 years it's accomplished. Thì mấy đầu Radio nói là Bitcoin tồn tại 12 năm rồi thì là một điều mà rất là tuyệt vời đối với ông ta. Thật ra Bitcoin tồn tại 14 năm rồi các bạn. Nhưng sau đó Rida lại nói một số điều khác khiến cho một số người à, không có đồng ý nhưng mà đừng chia sẻ rồi thằng sẽ nói về suy nghĩ của mình. No Rida okay. Another... nói là Bitcoin đường giá của BTC đó thực sự không liên quan đến bất cứ một tài sản nào hết. Thực ra đây cũng là một điều tốt các bạn. À, chúng ta cũng đã từng nói rất nhiều rồi. Một trong những cái điều mà nhiều người muốn Bitcoin có được đó chính là một cái sự độc lập không có liên quan gì bất cứ một loại tài sản nào hết thì như vậy đó bitcoin mới thực sự là có giá trị để cho một nhà đầu tư có thể là phân bổ vốn hóa để đa dạng hóa cho đầu tư của họ có thể là một người không hiểu nhiều về btc hay là một người thực sự không tin bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị hay là bitcoin là tiền tệ điện tử gì hết nhưng mà người ta chỉ tin là bitcoin là loại tài sản nào đó, một loại đầu tư nào đó có thể tồn tại lâu dài và đây là một loại đầu tư mà không liên quan gì những loại đầu tư khác thì mới có giá trị để cho họ đa dạng hóa như một đầu tư của họ thì mới đầu ra đầu cũng nói như vậy cũng không phải điều là điều xấu đâu các bạn. You know, the value of và Rinaldo cũng đã nói là Bitcoin thật sự là một cái mảng đầu tư rất là nhỏ uh, so với lại vốn hóa của công ty Microsoft đó, thì chỉ bằng một phần ba mà thôi vẫn là một phần rất là nhỏ trên thị trường tài chính thì cũng đúng thôi các bạn và đây cũng là một trong những cái ưu điểm đối với thuần tại vì chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội, Bitcoin vẫn còn rất là nhỏ thì cũng không có gì gọi là xấu hết những gì mà Rinaldo nói You could go into industries, bi right. biotech, and many other industries are more interesting than Bitcoin. It's not going to be an effective money. It's not an effective storeholder wealth. It's not an effective medium of exchange. But we are in a world. <laughs> Ryo uh, Ridao nói là Bitcoin nó không có phải là một tài sản lưu trữ giá trị đối với ông ta. Nó không có phải là một tiền tệ có thể sử dụng được đối với ông ta. Nó cũng không có phải là một cái. Uh, vật trung gian có thể dùng để mà thay thế tiền hiện bây giờ đó là ba điều mà Ray Dalio nói rồi thì chia sẻ thêm với các bạn đây là Ray Dalio đó bây giờ sẽ nói về thật sự chúng ta đang đối đầu với lại một cái sự khó khăn liên quan đến chính sách tiền tệ in which money as we know it is in jeopardy right We are printing too much, and it's not just the United States, all the reserve currencies, the, year, what's going on in Euroland, what's going on in yen. And so in that world, the rồi Brian nói là vấn đề của chính sách tiền tệ bây giờ là ai cũng in hết. Chúng ta không nói riêng là ở uh, Hoa Kỳ mà chúng ta nói tới đồng euro, đồng yen, ai ai cũng in tiền hết sẽ dẫn đến là tiền tệ ngày là càng mất giá trị. is when look at something like China's RMB, and then you take the digital RMB, Um, I think you're going to see that become more and more a thing. So when, when things start to open up in an evolutionary way, people are going to start to say, where is my safe uh, storehold wealth? Và đây là một trong những cái mấu chốt các bạn Tôi nghĩ là đối với là thế hệ của Thuần và nhiều bạn có thể là cùng tuổi hay là lớn một chút hay là nhỏ một chút. Nhưng mà dù sao hay nữa đó Thuần nghĩ là cái thế hệ cỡ tuổi như là thường nên là một trong những thế hệ mà bắt đầu đặt một câu hỏi mà trước đây nhiều người không nghĩ đến đó chính là tiền là gì à, và khi mà người ta hiểu được tiền là gì tiền từ đâu mà có vận động như thế nào chính xác tiền tệ ra sao và hiểu được lạm phát như thế nào thường nghĩ là trong vòng hai ba năm qua đó phần lớn người dân đã có thể uh, thấy được tận cảnh lạm phát thực sự là như thế nào và tiền mình mức giá ra sao thì sẽ dẫn đến nhiều người đặt câu hỏi đó và tìm một giải pháp để có thể là lưu trữ được And as you have China denominate more of its trade in RMB, then naturally uh, those who are going to hold RMB, if Saudi Arabia sells oil in RMB and then buys things from China in RMB, when they get it, they're going to hold more RMB. It's going to be a higher percentage of their. And so, um, I think the question. over the next uh, number of years is really what is money not just as a medium of exchange but a storehold of right. wealth. Và video giải thích là hiện bây giờ thì đương nhiên chúng ta đã biết là đồng đô la là đồng uh, tiền tệ được sử dụng và lưu trữ của cả thế giới nhưng mà trong một trường hợp chúng ta có thể thấy được là có rất là nhiều những cái giao dịch mà không sử dụng đồng đô la và có thể sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và những quốc gia mà thích sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thì đương nhiên họ cũng phải lưu trữ đồng nhân dân tệ. Rồi chúng ta cũng sẽ dẫn đến một cái thế giới mà không giống như cái thế giới chúng ta đã biết tới trong vòng mấy mươi năm qua nữa. Đây sẽ là một cái thế giới mới và cái thế giới này đó sẽ có nhiều người đặt câu hỏi là tiền tệ thực sự là gì và tiền tệ đây đó mọi người sẽ không nhìn tiền tệ đơn giản chỉ là một cái loại công cụ để các bạn có thể giao dịch nữa mà người ta sẽ nhìn vào tiền tệ cũng phải là một cái gì đó lưu trữ được giá trị. That sounds like a argument for a of sorts. <laughs> Nhưng mà Andrew Sorkin nói là uh, những gì mà ông mới vừa nói là ông đang giải thích Bitcoin là gì. Tại vì rất nhiều người tin tưởng Bitcoin là tiền tệ điện tử mà sẽ được sử dụng sau này. Rất nhiều người tin tưởng Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị. Cho nên uh, Andrew Sorkin nói là ông ta nói hồi nãy giờ, nhưng mà cuối cùng những gì ông ta nói đó thì y chang như là những người mà giải thích Bitcoin là gì vậy đó. <laughs> or for some of digital a Bitcoin yeah. no, I think digital if you currencies. want a, if you want a digital currency you have to deal something different I don't think that the stable coins are good uh, uh, because then you're getting a fiat currency again I think that what you really would what would be best is an inflation linked um, coin right in other words something where basically you would say okay this is going to give me buying power right. because every individual wants What do they want? They want to secure their buying power. Uh -huh. Thì bây giải thích là thật sự nếu chúng ta nói tới một cái gì đó lưu trữ được giá trị đó thì hiểu đơn giản đây là một cái gì đó thật sự cái mà người ta muốn đó chính là một thứ gì đó có thể lưu trữ được và bảo quản được cái sức mua của người ta nói đơn giản hơn Nó giống như các bạn nghĩ đến một đô la đi một đô la chúng ta chở được 10 năm trước thì các bạn có thể mua được gì một đô la 10 năm sau các bạn có thể mua được gì và sẽ dễ dàng nhận được là 10 năm sau chứ bạn mua được cái số lượng đồ các bạn mua được với một đô la đó đã ít hơn nhiều so với cách đây 10 năm tại vì lạm phát các bạn và nếu như một ai đó họ cực khổ làm ra tiền thì họ sẽ muốn đảm bảo được cái lực mua của họ 10 năm sau thì khi mà họ có dư, khi mà họ làm họ có dư tiền thì họ sẽ không muốn lưu trữ tiền mặt mà họ sẽ muốn lưu trữ một thứ gì đó giống như là 10 năm trước thì các bạn có thể dùng một đô la có thể giả sử như là các bạn ăn được một dĩa cơm tắm đi 10 năm sau các bạn chỉ có thể mua được một bánh mì mà thôi thì cái mà người ta muốn đó chính là 10 năm trước người ta có dư một đô la người ta để ra một cái gì đó rồi 10 năm sau người ta lấy cái đó, vẫn có thể đổi được một dĩa cơm tắm cho dù dĩa cơm tắm đó đã tăng giá theo thời gian rồi thì cái mà redow nói là như vậy thực sự chúng ta nói tại sao giá trị thì có thể nghe nó không có rõ ràng nhưng mà trên căn bản người ta chỉ muốn lưu trữ được sức mua mà thôi cho nên cái mà mọi người muốn đó, là một thứ gì đó có thể lưu trữ được sức mua có nghĩa là cái đó phải có sự tăng trưởng như là lạm phát và có một cái sự ổn định If you Now, if you put it in Bitcoin, it goes like this. Who knows what happens? Right. If you put it into something, the closest to thing to that is an inflation index bond, and so on. But if you put, uh, if you created a coin that says, "Okay, this is buying power that I know I could save in and put my money in um, over a period of time, and then I can transact in anywhere," I think that that would be a good coin. But you, so I think you're going to see probably the development of coins that you haven't seen. that probably will be, end up being attractive, uh, viable coins. I don't think Bitcoin is it. Cái vấn đề của Rao nói đó về Bitcoin đó là thật sự giá Bitcoin quá dao động. Ông ta không nói là tương lai sẽ tăng hay là giảm hay gì hết. Đó. Ông ta chỉ nói là trên căn bản là giá BTC quá dao động. Nếu như mà chúng ta thật sự muốn nhiều người bỏ tiền vào một thứ gì đó để lưu trữ cái sức mua của họ thì có thể Bitcoin không có phải là giải pháp tới đâu tại vì Bitcoin quá dao động theo thời gian. Cái mà gần nhất với lại một loại tài sản đó bây giờ đó chính là trái phiếu tại vì trái phiếu thì là một giấy nợ và trái phiếu có một cái phần trăm lãi suất cũng có thể là đảm bảo được cái lực mua theo thời gian à, thì đó là một cái giải pháp tốt hơn hay là một đồng nào đó sau này à, có một cái chế độ tăng trưởng cùng phần trăm để lạm phát có sự ổn định thì mới là một giải pháp tốt hơn để mà lưu trữ sức mua dài hạn một cái loại tài sản lưu trữ giá trị đối với redalio thì sau khi xem cái clip ngắn này đó thì có rất nhiều người chỉ trích redalio tại vì người ta yêu thích Bitcoin các bạn nhưng mà thật ra thường cảm thấy là cũng không có đến nỗi nào đâu tại vì Dalio chưa bao giờ nói là Bitcoin không có tốt Ray Dalio chỉ nói là Bitcoin là một loại đầu tư nó không có phải là một cái tài sản nó chưa giá trị đối với ông ta tại vì định nghĩa của Dalio là tài sản nó chưa giá trị là phải ổn định và có sự tăng trưởng trong thời gian cùng với lạm phát không cần phải tăng nhiều hơn lạm phát chỉ cần là tăng giống như lạm phát mà thôi thì đó mới là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị tốt dài hạn đối với Dalio cho dù Bitcoin sau này tăng giá rất cao nữa thì theo định nghĩa đó Dalio vẫn nghĩ là không phải là một cái sự lựa chọn tốt không phải là đáp án mà chúng ta cần và đó là đương nhiên sự cá nhân của Dalio mà thôi thì đương nhiên các bạn thấy được là đối với BTC đó người ta đến đầu tư vì nhiều lý do không phải là riêng một lý do nào hết có rất nhiều người họ thích cái sự phi tập trung thì họ thích BTC vì lý do đó có rất nhiều người à, họ nghĩ Bitcoin là tiền tệ cho nên họ lưu trữ BTC cũng giống như là nước El Salvador vậy đó các bạn có nhiều người nghĩ Bitcoin là một cái à, loại công cụ lưu trữ giá trị dài hạn có thể thay thế được vàng giống như là thế hệ trước thì à, thích tôi chữ vàng thế hệ bây giờ thì tôi chữ BTC thì người ta cũng mua Bitcoin vì lý do đó. Hay là có nhiều người nghĩ Bitcoin là một cái công cụ tài chính. Thì họ đầu tư Bitcoin cũng giống như là đầu tư những chứng khoán công nghệ. Thì Redalio là thuộc cái dạng cuối cùng các bạn. Tại vì chúng ta đã từng nghe Redalio nói là ông ta bản thân cũng lưu trữ BTC. Và công ty Bridgewater, công ty đầu tư mà trước đây là Redalio là người đứng đầu. Thì cũng đã có nhiều cái ý tưởng là đầu tư vào thị trường crypto này. Cho nên bản thân đều cũng lưu trữ Bitcoin Nhưng mà ông ta không phải lưu trữ như là Một tài sản lưu trữ giá trị Ông ta lưu trữ giống như là một công cụ đầu tư gì mà thôi Giống như là một cái cổ phiếu gì đó đó là cái suy nghĩ của Ray Tại vì ông ta nghĩ là Bitcoin có một cái lối đi riêng Không có liên quan đến những tài sản khác Thì có khả năng là đa dạng hóa danh mục đầu tư của một nhà đầu tư Và Ray cũng đã từng nói là Bất cứ ai thì nếu như mà muốn đầu tư 2% vào Bitcoin Thì cũng là hợp lý mà thôi Trên nên Ray thực sự không phải là người mà chống đối BTC đâu Thường cảm thấy là có khá là nhiều người Sau khi nghe cái video này thì lại tấn công Ray trên Twitter Ray không có nói là Bitcoin xấu Thì Ray chỉ đơn giản nói là ông ta nghĩ btc là một uh, loại đầu tư có thể đa dạng hóa về mục đầu tư của mình còn về bitcoin nếu nói là tài sản được giá trị thì ông ta không nghĩ như vậy đơn giản là vậy mà thôi các bạn và redalio cũng đã từng chia sẻ là đối với lại ông ta ông ta nhìn btc cũng giống như là vàng thế hệ trước như thường chia sẻ đó thì thích đầu tư vào vàng Thế thì bây giờ tôi đầu tư về BTC một loại thay thế thì giờ ông ta nghĩ là cũng hợp lý đó là những gì mà Thuận muốn chia sẻ với bạn liên quan tới Dalio Tại vì Thuận thấy cái clip này được chia sẻ rất là nhiều Và nhiều người hầu như là không có nhìn vào nhiều cái lời phát biểu của Dalio Và không nhìn vào nhiều góc cạnh Cho nên mới có những phản ứng mạnh như vậy Dalio đối thường không phải là người mà chấm đối BTC Theo như gì mà Thuận biết trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn Nhưng mà có một người khác thì rất chấm đối BTC Các bạn có biết là hay là không Đó chính là Charlie Monger. <laughs> thì các bạn đã biết là Charlie Munger chống đối BDC rất nhiều năm rồi Có thể nói là chúng ta bắt đầu nghe từ năm 2016 17 gì đó Mãi tới bây giờ luôn các bạn Hầu như năm nào chúng ta cũng thấy là Charlie Munger cùng với Warren Buffett thay người này là đối tác uh, với lại công ty Berkshire Hathaway các bạn đã nhiều năm rồi. Thì uh, năm nào cũng như vậy, các bạn thấy được là Joy Monger Walmart cũng gọi Bitcoin một là lừa đảo, hai là thuốc chuột, ba là cờ bạc và đương nhiên Joy Monger uh, rất là ca ngợi Trung Quốc và nói là Hoa Kỳ nên noi gương Trung Quốc cấm Bitcoin và một lần nữa Joy Monger lại nói như vậy. Cho nên thùng không có biết là lần, lần thứ mấy rồi các bạn trong vòng 6 năm qua Nhưng mà không sao cả, Thuận vẫn sẽ nhớ chúc ông thùng chỉ muốn chúc ông sinh nhật lần thứ 100 vui vẻ thôi các bạn Không như là nhiều bạn nói là muốn chúc ông sống lâu trăm tuổi <laughs> Nhưng mà thật ra ca... À, thường vẫn muốn chờ thì người có thể nhìn thấy được một ngày nào đó BTC à, sẽ chứng minh được là không như là ông nói à, các bạn cũng đã từng biết là Charlie người cũng đã từng à, nhận là mình đã nói sai gì rất là nhiều điều à, giống như chúng ta đã nói tới Tesla rồi Charlie người cũng đã à, từng nói với lại Elon Musk Tesla sẽ hoàn toàn thất bại khi mà Elon Musk gặp cho mọi người cách đây khoảng chừng là hơn 10 năm rồi sau đó chờ mọi người cũng đã có những cái suy nghĩ tương tự liên quan tới Apple, liên quan tới Amazon và nhiều công ty khác thì uh, hy vọng một ngày đâu đó chờ mọi người vẫn sẽ còn ở đây với chúng ta và có thể uh, nhìn thấy được là BTC thực sự không như là ông nghĩ và đương nhiên cộng <laughs> đồng crypto thì uh, không có nảy nàng gì hết các bạn ở trên uh, Twitter thì uh, đang uh, chọc quê và chỉ trích cho mọi người nhưng mà nói tới Trung Quốc cấm Bitcoin nói riêng và khi tôi nói chung đó thực sự có phải là một cái bước đi thông minh hay không đó thì vẫn đang được tranh cãi. Thậm chí đó là chúng ta có một cái nhân vật người này có tên là Hoàng Diệp Hiên Đây là một trong những cái hội viên của ủy ban tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và người này cũng đã rời khỏi chức vụ đó rồi. Có nghĩa là đây là một cựu Uh, ủy viên của ngân hàng trung ương trung quốc mà thôi nhưng mà người này đó thì uh, cũng đã có một cái uh, bài khá chuyên sâu nói là trung quốc nên có cái suy nghĩ thoáng hơn về crypto có thể là cấm crypto không phải là một quy định tốt tuy nhiên uh, người này nói là bitcoin đó thì uh, không có phải là tiền tệ gì hết Bitcoin chỉ là một cái loại tài sản điện tử mà thôi. Tại vì đối với người này đó, thì uh, tiền tệ cần phải có giá trị cút lõi và chỉ dịch cút lõi của tiền đó chính là đến từ ngân hàng trung ương đến từ chính phủ. Chính phủ nói nó có giá trị nó mới có giá trị. thì đó là đặc điểm của tiền đối với lại người này. thì uh, nói chung đó, uh, Trung Quốc có mở cửa chấp nhận Bitcoin khôi hay rút lại không? Uh, thì uh, tôi nghĩ chúng ta cũng không có nên chờ đợi quá. các bạn uh, nên nhớ là năm 2017 khi mà Trung Quốc cuối cùng đã ra quyết định là không phải là cấm crypto crypto trung quốc thì vẫn có thể lưu trữ được các bạn có thể gửi được chỉ là không cho mua bán crypto trung quốc mà thôi và không cho sàn giao dịch ico hoạt động ở trung quốc tại vì À, trước đây đó những bạn nào mà tham gia những năm 2016 2017 đó thì Trung Quốc là thị trường lớn nhất các bạn. Lớn nhất trên thế giới là thị trường Trung Quốc. Rồi sau khi mà Trung Quốc đã nhiều lần muốn cấm bắt đầu từ năm 2013 thì tới cuối cùng năm 2017 đó thì đã ra một cái lệnh đó chính là cấm tất cả các sàn giao dịch, cấm dùng crypto Bitcoin làm phương tiện thanh toán, cấm mua bán crypto ở Trung Quốc và cấm ICO. Các bạn có crypto, các bạn có thể lưu trữ được các bạn có thể gửi người khác crypto được hoàn toàn là hợp pháp thậm chí chúng ta cũng có một số à, những cái à, sự kiên tụng ra tòa và cuối cùng đó, à, cái người mà lấy cắp tiền khi thuật số đó thì cũng đã bị xử phạt tại vì tòa án vẫn xem crypto là tài sản ở trung quốc chỉ không được mua bán mà thôi à, và tới bây giờ đó thì trung quốc vẫn không thay đổi suy nghĩ đó trong năm 2018-19 thì có rất nhiều hy vọng các bạn Mỗi lần chúng ta có hy vọng thì lại thất vọng Tại vì Trung Quốc hoàn toàn không muốn thay đổi suy nghĩ của mình Và thậm chí chúng ta nhìn vào năm 2021 mới đây đó, Thì chúng ta đã biết là Trung Quốc đi theo một bước nữa Đó chính là ở nhiều nơi Trung Quốc cấm không cho đạo Bitcoin các bạn à, Các bạn có thể nhìn thấy được đây là một cái tài liệu tôi đã từng chia sẻ trước đây Tài liệu này là từ tháng 8 năm 2019 cho đến tháng 12 năm 2021 và trên màn hình đó đây là cái bản đồ của thế giới và chúng ta có những cái màu à, hiểu đơn giản là cái màu đậm đó là cái nơi mà có nhiều BTC đào, cái màu nhạt đó thì có ít BTC đào hơn. Thì cái mà mình thường muốn chỉ ra ở đây đó là chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự thay đổi của tốc độ đào BTC theo thời gian như thế nào Chúng ta thấy được là bắt đầu từ tháng 8 năm 2019 Thì toàn bộ hầu như là phần lớn tốc độ đào nằm ở Trung Quốc Tại vì Trung Quốc là một trong những nơi mà có khí hậu lạnh Rồi có nguồn điện thủy lực tốt Cho nên rất nhiều công ty đến đó để mà đào Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu thấy được cái sự thay đổi ra sao theo thời gian Rồi bên trên này đó, các bạn thấy được là cái phần này đó chính là liên quan đến là tháng mấy của năm mấy và bên dưới này là sự thay đổi theo thời gian. Các bạn sẽ thấy được là bắt đầu có rất là nhiều những cái sự thay đổi theo thời gian, để thường zoom ra các bạn thấy rõ hơn Chúng ta đang ở là tháng 6 năm 2020 Rồi đến tháng 7 Bây giờ chúng ta vẫn thấy được là Trung Quốc Vẫn là nơi mà đào BTC nhiều nhất Chúng ta tới tháng 11 của năm 2020 Rồi chúng ta chuyển qua Tháng 1, tháng 2, tháng 3 Của năm 2021 Rồi tới tháng 5, các bạn thấy được là đột ngột như thế nào Đột ngột, chúng ta đã thấy được là Trung Quốc Đã không còn đào BTC nữa Mà lại chuyển qua là Hoa Kỳ Là nơi mà đứng đầu đào BTC Và chúng ta cứ tiếp tục thì sau đó chúng ta được là có một số những công ty đào thì họ cũng đã bắt đầu đào lại ở Trung Quốc tại vì không phải nơi nào cũng cấm các bạn nhưng mà phần lớn đã rời khỏi rồi và bây giờ đã rất nhiều tốc độ đào tập trung ở châu Mỹ các bạn và phần lớn là ở Hoa Kỳ thì đây có phải là một sai lầm hay không nhiều người cho là vậy sai lầm thứ nhất là Trung Quốc ra định cấm BTC nhưng mà cuối cùng thì bạn uh, thấy bịt con crypto vẫn hoạt động vẫn tăng trưởng không những là giá cả mà càng ngày càng vững mạnh hơn và Trung Quốc cấm như vậy thì cũng không thu được thuế uh, không thể quản lý được mà cấm lại càng không thể quản lý hơn nữa tại vì nó vẫn hoạt động ở bên ngoài Trung Quốc và người Trung Quốc vẫn làm cách nào đó có thể mua được crypto và Bitcoin các bạn và cái sai lầm thứ nhì đó chính là Trung Quốc ra lệnh cấm đào BTC vào năm 2021 dẫn đến là những công ty đào đi qua những quốc gia khác rồi những quốc gia đó lại được lợi mà Trung Quốc bây giờ lại mất đi một phần lớn à, thu nhập công việc cũng như là thuế đến từ những công ty đó và một câu nói khác nữa là khi mà chúng ta thấy BTC đào ở Trung Quốc thì tuy là lúc đó Trung Quốc đã cấm mua bán Bitcoin crypto rồi nhưng mà ít như gì họ vẫn còn sức ảnh hưởng nhưng mà bây giờ đó không còn bao nhiêu sự đào Trung Quốc nữa sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với crypto đó ngày càng ít đi thì nhiều người cho đây là một cái sai lầm chúng ta có nên chờ đợi trung quốc mở cửa chấp nhận lại không thì đừng không nghĩ chúng ta nên chờ đợi đâu tại vì trung quốc cấm facebook cấm google cấm amazon mãi tới ngày hôm nay luôn các bạn đâu có gì thay đổi đâu rồi chúng ta sẽ nhìn một số những cái thông tin on chain thì muốn chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta kết thúc video này thì đầu tiên hết chúng ta nhìn vào một chỉ số nhiều bạn quan tâm đó chính là cái số lượng bitcoin đang có lời hiện bây giờ thì mức là 71% các bạn thì coi như là cũng đã có sự tăng trưởng chúng ta đã rời khỏi cái dùng tích lũy một santa cây này rồi 71% thì cũng chưa phải là nhiều nhất Chúng ta thấy nhiều là sẽ lên tới khoảng 90% các bạn Nhưng mà bây giờ đó thì 70% của tất cả Bitcoin đang có lợi dựa theo tài liệu on-chain Tại vì chúng ta thấy được là cái sự tăng trưởng gần đây của giá cả đã khiến cho nhiều người có lợi Và nếu chúng ta nhìn vào chỉ số NUPL đó Thì hiện bây giờ chúng ta thấy được chỉ số này đã chuyển từ màu hồng sang màu cam rồi, có nghĩa là chúng ta đã chuyển từ cây dùng đầu hàng sang cây dùng hy vọng. Chúng ta đã gần sắp sửa tới cái dùng kế tiếp, đó chính là cây dùng màu nâu này, có nghĩa là cây dùng lạc quan. Các bạn, nói chung thì tâm lý của những nhà đầu tư đã đỡ hơn rồi. Các bạn thấy được là tâm lý nhà đầu tư trong thị trường tàu này thay đổi rất là nhanh luôn. Cách đây khoảng chừng là ba bốn tuần thôi, thì ai cũng kêu gọi bitcoin sẽ về 10.000 đô, 9.000 đô, 12.000 đô. Ai cũng rất là bi quan, nhưng mà chỉ cần tăng trưởng vài tuần thôi là tất cả mọi người đã thay đổi suy nghĩ rất nhanh luôn các bạn và với sự tăng trưởng gần đây đó có thể nhiều bạn không biết là chúng ta có thêm bitcoin đẩy lên sàn hay là không thì các bạn có thể nhìn vào cái đường màu xanh lá cây này đại diện cho cái số lượng btc ở trên sàn các bạn sẽ thấy được là sau khi mà btc rời khỏi sàn nhất là sau tháng 11 đó khi mà sàn ftx gặp vấn đề nhiều người đã quyết định là rút ra khỏi sàn thì tới cái thời điểm là khoảng chừng giữa tháng 12 đó thì cái tình hình rút ra khỏi sàn đã hầu như ngồi lại rồi nhưng thường đã chia sẻ với các bạn những ai mà muốn rút có thể là rút rồi những người mà còn lại có thể là họ sẽ không rút đâu và tới bây giờ thì cũng như vậy các bạn không gì thay đổi hết mặc dù là giá cả có cái sự hồi phục gần đây nhưng mà cũng không có thấy dấu hiệu là nhiều BTC đẩy lên trên sàn và cũng tương tự chúng ta thấy được là tình hình của Ethereum cái đường màu xanh này thì cũng tương tự như vậy thôi cũng như là BTC và nếu như mà các bạn nhìn vào cái số lượng lệnh đòn bẩy trên sàn bây giờ đó nói riêng về BTC thì thực sự không có nhiều các bạn thấy được đây là cái đường màu xanh đại diện cho cái số lượng lệnh đòn bẩy của BTC trên những sàn à, trong vòng 2 năm qua các bạn thì cái số lượng lệnh đoàn 7 bây giờ trên sàn thực sự là không có nhiều chúng ta có một số à, lượng lệnh đã bị à, thanh lý gần đây tại vì chúng ta có hiện tượng short squeeze nhưng mà sau đó chúng ta vẫn không thấy nhiều lệnh đoàn 7 xuất hiện nữa à, cũng có sự tăng trưởng các bạn nhưng mà không phải là nhiều lắm như các bạn nhìn thấy trên màn hình so với lịch sử đó thì không phải là một mức cao và những lệnh đoàn 7 này đó họ cũng không có sử dụng nhiều phần trăm đoàn 7 chúng ta có thể nhìn thấy được đây là tài liệu so sánh phần trăm đồng 7 được sử dụng trên những cái sàn À, từ thời điểm là một năm trước tới bây giờ thì các bạn thấy là cái mức bây giờ thì cũng tương tự như một năm trước mà thôi, không phải là một cái mức cao trong vòng năm qua có nghĩa là gì có nghĩa là nếu như mà nhiều bạn đang chờ đợi là chúng ta sẽ có một cái đợt giá xuống mạnh thì điều gì cũng có thể các bạn nhưng mà nếu như mà các bạn chờ đợi là giá xuống mạnh tại vì long squeeze khả năng đó thì thực sự là cũng không có nhiều tại vì trên căn bản cái số lượng lên đồng bảy liên quan tới btc thì không phải là nhiều lắm hiện bây giờ trên những cái sàn đương nhiên tăng trưởng thì có rất nhiều bạn vui nhưng mà sau một thời gian tăng trưởng đó thì <laughs> các bạn thấy được là crypto tăng vui quá một bạn đi xe chưa đủ cho hay rất nhiều bạn à, thường nghĩ là vẫn đang chờ đợi cơ hội để tích lũy thêm thì tăng trưởng như vậy cũng à, làm cho nhiều bạn thật ra chỉ vui một thời gian ngắn mà thôi nhưng mà thật sự thì cũng không có vui trọn vẹn. Bản thân Thuận thì cũng vậy các bạn, các bạn đã nhớ là Thuận chia sẻ rất nhiều lần năm ngoái là à, Thuận chuẩn bị à, để tiếp tục tích lũy hết năm ngoái rồi hết năm nay luôn, Thuận nghĩ chúng ta còn khoảng một năm nữa. À, nhưng mà chưa gì hết thì giá cũng đã có cái sự tăng trưởng rồi cho nên thuận vững tích lũy hiện bây giờ nhiều bạn cũng đã biết nhưng mà đương nhiên giá tăng thì cùng một số tiền đó không thể mua được nhiều như trước đây nhưng mà à, thuận Vân nghĩ là chúng ta vẫn còn cơ hội để mà tích lũy trong thời gian tới đây. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này Để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit hay là Binance hay một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên đu trị quá nhiều tiền trên đó. Một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.